Hello, xin chào mọi người ạ. Em là Yến và hiện tại thì em đang là tổng đại lý phân phối dòng sản phẩm cốc nguyên sơn Anticap của công ty Minh Thảo DSC tại Tân Kỳ, Nghệ An ạ. Và ngày hôm nay em Yến sẽ giới thiệu với mọi người một cái công dụng rất là tuyệt vời của cái sản phẩm cốc nguyên sơn Anticap này. Đó là nó sẽ giúp cho xã hội chúng ta, giúp cho đất nước chúng ta và tất cả những người trên thế giới, nó sẽ giảm được một lượng rác thải rất là nhiều ra môi trường của chúng ta. Bởi vì sao em nghĩ là nói như thế ạ? Bởi vì khi sử dụng cốc nguyên sơn Anticap này thì cái thời gian sử dụng cốc chúng ta, một cốc như thế này chúng ta sẽ sử dụng được trong vòng 5 năm. Và trong vòng 5 năm đó chúng ta chỉ sử dụng một cái cốc này, nhưng ngược lại đối với băng vệ sinh thì hàng tháng chúng ta đã sử dụng 1 đến 3 gói băng vệ sinh, đúng không ạ? Vậy vì thế cái lượng rác thải thải ra môi trường rất là nhiều. Đấy là một tháng đối với một người đã là có rất là nhiều rác thải rồi. Còn đối với một năm hoặc là cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người nữa, chị em phụ nữ nữa, thì cái lượng rác thải thải ra môi trường rất là nhiều, gây làm cho cái môi trường của chúng ta, cái không khí của chúng ta nó không không được sạch sẽ, cái môi trường của mình bị ô nhiễm rất là nhiều. Nhưng chỉ cần một chiếc cốc nhỏ xíu như thế này thôi ạ, thì hàng năm hàng tháng chúng ta sẽ hạn chế được cái lượng rác thải thải ra môi trường rất là nhiều, làm cho cái cuộc sống của mình nó sẽ cái không khí của mình nó trong lành hơn và giảm thiểu được cái tình trạng ô nhiễm môi trường là cái tình trạng đang nóng bỏng trong toàn cầu mà mọi người đều ai cũng quan tâm cả. Và vì một những cái lợi ích to lớn như thế thì chị em phụ nữ chúng ta hãy chung tay vì cộng đồng của mình, vì cuộc sống của mình, vì con cháu của mình, hãy sử dụng cái sản phẩm cốc nguyên sơn Anticap này để làm cho môi trường của mình sạch sẽ hơn, mình có cuộc sống được không khí trong lành hơn. Và nếu chị em phụ nữ nào quan tâm đến sản phẩm cốc nguyên sơn Anticap này thì mọi người có thể là liên hệ với em Yến qua số điện thoại 0978485910, hoặc là mọi người có thể kích xuống đường link phía dưới về trang Facebook của em Yến, thì em Yến sẽ gửi tài liệu cho mọi người hoặc là gửi những cái video, những cái hướng dẫn cho mọi người để mọi người hiểu rõ, hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm này. Và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo của em Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ.